phải là yêu hay không, tại sao lòng anh lại tin hỏi? Đó có phải một mơ khi hai mình mong về lâu đài? Đó là lời anh ước về tương lai hai ta sau này. Có nụ hồng không phải feel lonely after midnight. Đó có phải là yêu hay không, tại sao lòng tim anh nghe dại? Đó không phải tình